Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Vừa rồi trưởng lão Lê Hoàng Vương có chia sẻ với chúng ta về sự dâng hiến. Có một số người họ nghe phải dâng hiến, họ sợ lắm. Nhưng tôi muốn nói với anh chị em biết này, chúng tôi đã từng sống tại Nga cùng với vợ 7 năm, bản thân tôi sống 19 năm tại Nga. Ở Nga, bạn buôn bán mà không phải nộp tiền thuế. Ở Đức, bạn làm bất cứ một việc gì đều phải nộp thuế. Nộp thuế cao rất là khác. Nhưng tôi muốn hỏi này, bất cứ một người nào đã từng sống tại Nga mà được lựa chọn ở lại Nga hay sang Đức để nộp thuế đó, người nào cũng muốn chạy sang Đức hết đó. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì số tiền thừa sau khi nộp thuế xong sống sướng hơn nhiều những người trốn thuế tại Nga. Bởi vậy cho nên cái vấn đề không phải bạn nộp bao nhiêu thuế, mà vấn đề sau khi bạn nộp bạn còn bao nhiêu mới là quan trọng. Amen. Nếu bạn không phải nộp một đồng tiền thuế nào mà trong túi của bạn chỉ mua đủ một chiếc bánh mì, thì tôi thà nộp thuế thật cao miễn là tiền thừa mua được xe ô tô. Amen anh chị em. Amen. Một điều khác, có người nào đang yêu mà lại tiếc tiền mua tặng người yêu của mình bông hoa. Tôi nhớ cái ngày mà tôi đính hôn, tặng vợ tôi một cái dây chuyền, một quả tim với 5 cái viên đá ở trên. Cô sau đó, cô sau này làm vợ tôi, cô thấy buồn buồn. Cô nói rằng là tại sao người ta đính hôn phải tặng nhẫn mà anh lại tặng dây chuyền. Tôi bảo nhận tặng nhẫn đắt quá. Tặng dây chuyền nó là mất đến hơn 2 tháng lương của anh rồi đấy em ạ. Bạn ơi, tôi muốn nói với bạn rằng khi đã yêu nhá, thì bạn trả giá bao nhiêu bạn vẫn thấy sung sướng. Amen. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói rằng khi bạn dâng hiến, hãy dâng hiến bởi tình yêu và sự vui mừng. Và khi bạn làm như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy được phước sau đó. Đừng bị ép tình. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời một lần nữa nào. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị một đề tài. Nó chỉ vẹn vẹn có 2 từ, đó là người nữ. Mà thiếu 2 cái từ này thì cuộc sống của đàn ông chúng ta thật là tẻ nhạt. Vì sao? Bởi vì không phải chỉ chúng ta cảm thấy tẻ nhạt, mà Chúa Ngài phán với Adam rằng đàn ông ở một mình là không tốt. Hãy cùng tôi giờ sách Galati đoạn 3 câu 26 đến câu 29. Đây là một câu kinh thánh để chứng minh rất là rõ ràng cho tôi và bạn biết rằng ở trong Chúa không phân biệt nam nữ. Bạn có thể đặt câu hỏi, mục sư ơi, tại sao trong kinh thánh chỉ nói về người nam? Abraham sinh ra người này, sinh ra người kia mà toàn nam giới thôi. Chủ yếu nói về người nam, còn người nữ thì lại không được nhắc nhiều. Vì sao? Hay là Chúa trọng nam khinh nữ? Lời Chúa nói rằng vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em, ở trong này cả chị em ấy nhá, chứ không phải chị anh em đâu. Và anh chị em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tiếp theo, tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Grec, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em đều thảy đều là một. Câu 29, lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Quay trở lại câu 28, tại đây, hãy nhắc lại câu nói tại đây. Tại đây này có nghĩa là tại hội thánh này này, tại trong nơi mà anh chị em nhóm họp này, chứ không phải là ra khỏi hội thánh. Ra khỏi hội thánh có người giám đốc, có người làm thuê. Bạn phải biết vị trí ở trong khoảng nào. Có một người nữ giám đốc tại Nga đến gặp tôi, nói mục sư ơi, bây giờ tôi khó quá, tôi khó giải quyết một cái vụ này quá. Bảo có chuyện gì? Tôi thuê cái anh đó trong hội thánh về làm quản trị trong cái chợ của tôi. Mà mục sư ơi, mấy tuần rồi ông toàn làm chứng với cầu thay thôi, ông không làm cái gì hết, ông bật cái bài hát lên trên loa để cả chợ người ta nghe bài hát ca ngợi Chúa. Bây giờ tôi phải làm sao? Việc của tôi ông không làm, ông chỉ cầu thay và làm chứng.
Bây giờ mục sư tôi phải làm gì? Tôi nói, chị thuê anh ta về làm gì? Chị nói rằng thuê về làm quản trị. Bảo thế ông ấy có làm việc mà chị giao không? Bảo không. Thế thì đuổi việc. Chị ơi, thế tình yêu thương nằm ở chỗ nào? Tôi bảo đuổi việc mà vẫn yêu. Chứ đâu phải đuổi việc với căm thù đâu. Giải thích cho anh ta rằng, anh ơi, tôi thuê anh về mà để làm chứng và cầu thay thì tôi trả lương cho anh cao lắm. Nhưng vì tôi thuê anh làm quản trị mà anh lại không làm, cho nên xin mời, chỗ này phải dành cho chỗ người khác. Tôi tặng anh 200 đô la mỗi tháng để anh tiêu. Thà anh là người ăn hại hơn là kẻ phá hoại công việc của tôi. Mà thế thì mục sư làm như vậy, đến hội thánh làm sao? Vẫn yêu thương nhau. Đâu có mắt gì đâu. Vì chị làm đúng mà. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên hỡi con cái Chúa tại đây, chúng ta cần phải biết phân biệt. Tại đây không có chia ra, nhưng ở bên ngoài chứ kìa. Dù người chủ của anh chị em là người tin Chúa, cùng với anh chị em trong hội thánh sinh hoạt là anh em, nhưng khi ra ngoài làm việc, người ta là chủ của anh chị em. Hay làm đúng thì công việc người ta giao. Đừng nói rằng ở đây là cá mè một lứa. Tôi thích làm gì tôi làm, xin lỗi, nhầm rồi. Tại đây là ở đây này, không chia ra. Ra ngoài bạn cần phải biết đúng công việc của bạn. Amen. Amen. Hallelujah. Có nhiều người tin Chúa, có nhiều người Việt Nam nhá, làm thuê cho hãng Đức. Ở đó không bao giờ đi muộn, không bao giờ bỏ về sớm, làm cái gì cũng sạch sẽ. Nhưng riêng đến hội thánh thì cực kỳ chây bừa. Bởi vì ở đó mà chây bừa đuổi việc ngay. Còn đến hội thánh, tình yêu thương trong thế gian này là nhịn nhục nhân từ. Tôi thích làm gì tôi làm, phải nhịn nhục với tôi. Xin lỗi, không có chuyện như vậy đâu. Nhịn nhục là nhịn nhục, còn chây bừa là phải răn bảo. Lời Chúa nói hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ. Và đây là một môi trường để cho chúng ta thay đổi tính cách của mình. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta không thể chây bừa được. Tại đây không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ. Tại đây có lần chúng tôi ngồi cùng với các mục sư tại đây, có một cái buổi lễ ở đây, có giám đốc của Bao Mạc ngồi tại đây, có công nhân của ông ta cũng ngồi tại đây, cùng ăn uống, cùng hát ca ngợi Chúa chung với nhau. Tại trong hội thánh này, khi tới đây, mọi người đều như nhau về giá trị trước mặt Chúa. Amen. Tiếp theo nữa, không còn đàn ông hoặc đàn bà. Ở trong Chúa, chúng ta được bình đẳng như nhau về giá trị. Cũng một người nữ đặt tay trên người khác, quyền năng y chang như người nam đặt tay trên người khác. Amen. Mời ông bà Vượng, ông bà Cẩn Kén đứng dậy nào. Xong mọi người quay mặt phía dưới cho mọi người nhìn. Đẹp đôi không? Đẹp đôi không? Yeah. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Ngày mai họ tạm chia tay 2 tuần. Nàng đi truyền giảng, còn chàng ở nhà giữ hậu phương. Nào, ở trong chị Kén có Chúa Giêsu không? Trong anh Cẩn có Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu trong chị Kén có phải Giêsu nữ không? Giêsu trong anh Cẩn có phải là Giêsu nam không? Không. Như vậy quyền năng của Chúa hành động qua sự đặt tay của chị Kén với qua sự đặt tay của anh Cẩn là hoàn toàn qua đức tin, không phụ thuộc vào Giêsu nữ hay Giêsu nam. Amen. Mời hai ông bà ngồi xuống. Chúa nói ở trong Ngài không còn người đàn ông hay người đàn bà, không phân biệt, không giá trị khác nhau. Họ được bình đẳng. Vì ở trong Đức Chúa Giêsu, anh chị em, thầy đều là một. Amen. Câu 29. Câu quan trọng này. Lại nếu anh em, chị em thuộc về Đấng Christ, thì anh chị em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Hãy nhắc lại cùng tôi từ kẻ kế tự. Người nam và người nữ đều chung là kẻ kế tự, đều chung là kẻ thừa hưởng gia tài mà cha để lại. Amen. Hãy quay sang mỉm cười với người nữ ngồi bên cạnh nào. Và nói rằng chúng ta bình đẳng với nhau, nam nữ. Cho nên không cần phải vùng lên. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27.
Chúng ta cùng nhau xem câu này. Đức Chúa Trời ban phước. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Như vậy có nghĩa là Ngài tạo dựng ra người nam, Ngài tạo dựng ra người nữ như hình của Ngài. Chứ không phải người nam có hình của Ngài, còn người nữ chả có hình dạng gì. Amen. Amen anh chị em. Có một số người họ nói rằng đàn ông mình quan trọng hơn, bởi vì đàn ông mình được tạo dựng ra trước, cho nên đàn ông mình quan trọng hơn. Xin lỗi bạn, nếu bạn là người nam, tôi hỏi bạn, bạn ra từ ai? Bạn có phải sinh ra từ mẹ bạn không? Như vậy câu hỏi nam trước hay nữ trước nó không còn quan trọng, duy chỉ có Adam được tạo dựng ra mà không được đẻ ra từ người nữ thôi. Còn hầu hết sau Adam, tất cả chúng ta đều phải ra từ một người nữ. Mọi người hiểu tôi đang nói không ạ? Đức Chúa Trời, Ngài rất là khôn ngoan mà chúng ta không thể dò được. Có ai đã nói rằng đàn ông quan trọng hơn vì được tạo dựng ra trước? Bạn ơi, nếu như cái gì được tạo dựng ra trước đều quan trọng hơn cái tạo dựng ra sau á, thì động vật và côn trùng được tạo dựng ra trước Adam nữa cơ. Con vật bốn chân nó được tạo dựng trước Adam nữa cơ. Như vậy chả nhẽ khỉ quan trọng hơn cả đàn ông chúng ta sao? Không, không phải cái gì ra trước nó quan trọng hơn cái ra sau đâu. Mà người ta lại nhìn thấy thường cái ra sau đó nó lại là hoàn chỉnh hơn cái ra trước. iPhone 5 tốt hơn iPhone 4. Cho nên tại sao Eva được gọi là phái đẹp là như vậy đó. Phái hoàn thiện, phái sạch sẽ. Đàn ông hay hôi, hay bẩn, hay luộm thuộm. Bởi vì chúng tôi bắt đầu từ đất, còn chị em bắt đầu từ sườn của chúng tôi ra. Thật ra làm sao mà nó không đẹp? Thật ra nếu đàn ông hơi hôi chút nó chuyện bình thường, thông cảm. Luộm thuộm chút nó bình thường, thông cảm, vì nó gần đất. Chúa tạo dựng ra người nam, người nữ giống như hình của Ngài. Sáng Thế Ký 28, Sáng Thế Ký câu thứ 2, đoạn 2 câu 18. Một lý do nữa mà chúng ta coi thường người nữ này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm lên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Hãy nhắc lại cùng tôi từ kẻ giúp đỡ. Thường khi chúng ta đọc từ kẻ giúp đỡ này, chúng ta mường tượng tới Ô-xin. Thường chúng ta đọc cái từ kẻ giúp đỡ này, chúng ta mường tượng ra một người hút bụi và làm thuê, một người đẻ thuê, một người giặt thuê, người là thuê, người nấu ăn thuê, người làm thuê. Và lời của Chúa nói, con người hay là đàn ông ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm lên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Cũng cái từ giúp đỡ này, nhưng bởi cái tâm trí phong kiến và củ hổ của chúng ta đấy, chúng ta hiểu từ giúp đỡ sang một cái hoàn cảnh hoàn toàn khác. Và nếu như bạn và tôi cùng hiểu như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nhờ cậy Chúa phá nó. Một câu kinh thánh khác trong sách Roma đoạn 8 minh họa cho chúng ta cũng một cái từ giúp đỡ, nhưng mà nó lại giúp chúng ta được giải phóng. Sách Roma đoạn 8 câu 26 đọc kỹ này. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh, hãy nhắc lại cùng tôi từ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta vì sự yếu đuối. Mọi người thấy không? Câu ở Sáng Thế Ký nói rằng loài người ở một mình là không tốt, người đàn ông có những thiếu hụt mà cần một người giúp đỡ là nữ, là vợ của mình giống như nó. Và ở đây lời Chúa nói rằng Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta. Cái từ giúp đỡ này là một. Và nếu như vì người vợ giúp đỡ người chồng mà gọi là thấp hơn, thì bạn sẽ giải thích câu này ra sao? Chả nhẽ Đức Thánh Linh thấp hơn bạn nào? Như vậy chúng ta cùng nhau xem lại câu Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Như vậy đúng của câu này như sau này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng người chồng ở sống và làm việc một mình
là không tốt, cho nên ta sẽ ban cho nó một kẻ làm cho nó được trọn vẹn và hoàn thiện hơn. Hãy lắng nghe này, hãy nhìn vào tôi. Chúa tạo dựng ra tôi và bạn đều có những nhu cầu. Có những nhu cầu Chúa đáp ứng, có những nhu cầu bố mẹ đáp ứng, có những nhu cầu bạn bè đáp ứng, có những nhu cầu tự mình đáp ứng. Nhưng có những nhu cầu, lắng nghe tôi nói này, không có người nữ hay không có vợ của bạn, bạn không đáp ứng được. Mọi người hiểu tôi đang nói cái gì rồi? Mọi người hiểu không ạ? Còn nếu cái đó mà tự đáp ứng á, thì cái đó gọi là phạm tội. Người ta gọi đó là thủ dâm. Bởi vậy cho nên Chúa tạo dựng ra con người chúng ta dường như không thể độc lập được. Nó chỉ độc lập ở trong lĩnh vực nào đó thôi. Chúng ta học cách phụ thuộc vào người khác. Có những nhu cầu Chúa đáp ứng cho bạn, có những nhu cầu cha mẹ, có những nhu cầu bạn bè, có những nhu cầu người khác đáp ứng, có những nhu cầu bạn có thể đáp ứng được. Nhưng có những nhu cầu hay là nghề chỉ có vợ của bạn mới có thể giúp cho bạn hoàn thiện hơn. Amen. Anh chị em có thấy cái đầu của tôi đặc biệt không? Nó đặc biệt không phải chỉ bẹp nhá, mà còn méo nữa. Tôi chỉ phát hiện ra bẹp và méo khi người vợ tôi nói: anh à, đầu của anh không những chỉ bẹp mà còn méo nữa anh ạ. Tôi mới hiểu ra một điều: Chúa tạo dựng ra tôi một người nữ là vợ của tôi nhìn thấy gáy của tôi, nhìn được cái gáy của tôi để bảo vệ sau lưng tôi, hoàn thiện hơn. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy cảm ơn Chúa vì người vợ khác mình. Tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì vợ tôi là người không có dâu như tôi. Mọi người hiểu không? Biết bao nhiêu người bây giờ hai ông Tây có dâu lấy nhau, hai người nữ lấy nhau, kinh hoàng. May mà gà và lợn không làm cái chuyện đó đấy. Nếu như nó làm như vậy thì làm sao có KFC mà ăn, làm sao có Big Mac để mà ăn. Chỉ có con người phạm tội mà thôi. Bởi vậy cho nên hãy hiểu từ giúp đỡ là giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn. Amen. Hãy quay sang người nữ ngồi bên cạnh, mỉm cười với họ và nói rằng cảm ơn. Hallelujah. Amen. Sách Timothée 1 đoạn 2 câu 11 đến câu 14. Đây là đoạn kinh thánh khó hiểu. Nó khó hiểu vì nó giống như một mệnh lệnh, và rất nhiều người nam lợi dụng câu này để hạn chế người nữ. Tôi một lần nữa rất là trân trọng mời hết thảy người nữ có mặt tại đây đứng dậy nào. Hỡi những người nam, chúng ta để ý thấy họ chiếm 60% đến 70% hội thánh của chúng ta. Ngày hôm nay tôi nói với ban tổ chức hãy chuẩn bị 80 bông hoa, 80 bông hoa hồng. Và hội thánh chúng ta thường có khoảng 140 người đến dự, chưa kể trẻ con 60 đứa nữa. 80 bông hoa hồng mà dường như là xong rồi, chỉ còn lại có 2 bông thừa. Như vậy số lượng còn giáo viên trong kia đó, như vậy 60%, 70% sức lao động, nhân sự của hội thánh này được gánh trên vai của những con người này. Xin mời các chị em ngồi, hãy vỗ tay nào. Amen, hallelujah. Bởi vậy cho nên hãy cùng nhau đọc câu kinh thánh này cho kỹ và hiểu được lời Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Kinh chưa? Như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, những người phụ nữ hát trên này phải im lặng, các cô dạy trẻ phải im lặng, trưởng nhóm tế bào stop lại công việc. Phải chăng là như vậy? Chúng ta cùng nhau đọc kỹ. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ. Đừng dừng lại hay ở chỗ sau dấu phẩy. Dạy dỗ ai? Không phải dừng lại là ta không cho phép đàn bà dạy dỗ. Biết bao nhiêu nữ giáo sư trong các trường đại học, biết bao nhiêu những người quan chức là nữ. Hãy đọc tiếp này.
ta không cho phép đàn bà dạy dỗ đàn ông. Ồ, như vậy có nghĩa là các cô giáo không được quyền dạy các nam ở bên Hồi giáo đó, là đàn bà đi ra ngoài đường mà không có chồng đó là phải có con trai đi trước, con trai dù 5 tuổi nhưng mà vẫn là đàn ông để đi bảo vệ, nó vừa đi vừa mút chúc bà chúc, nhưng mà ít ra là có đàn ông đi cùng với mẹ nó để bố nó yên tâm, bởi vì họ coi trọng đàn ông hơn. Tôi đã từng ở trong hội thánh Ukraine, họ không cho phép đàn bà dạy dỗ. Một thằng trẻ con 11 tuổi đứng lên giảng vì không có người nam, giảng lung ta lung tung, bởi vì họ nói rằng không cho phép đàn bà dạy dỗ. Hay lắng nghe tiếp này, tiếng Việt của mình dịch là đàn ông, nhưng cái mạch văn ở dưới đó là gì? Adam được dựng nên trước, đang nói về hôn nhân trong gia đình đó anh chị em. Hỡi người làm vợ, đừng dạy chồng của mình, đừng cầm quyền trên chồng của mình. Lời Chúa nói rằng ta không cho phép người vợ dạy dỗ chồng của mình, cũng không được cầm quyền trên chồng của mình. Phải yên lặng, phải ở trong sự khiêm nhường hạ mình. Bạn ơi, như vậy có nghĩa là chồng sai, mặc kệ chồng sai à? Xin lỗi không à? Dạy dỗ khác với bạn nói góp ý. Dạy dỗ có nghĩa là gì? Thằng kia lại ai? Để bà dạy. Cầm cái thước vô đánh đạp. Cái vị trí của người dạy, thầy giáo hay là cô giáo với dạy trẻ khác nhau. Lắng nghe hỡi những người đàn bà, những người làm vợ này. Bạn đã rất là bất hạnh rồi nếu như dùng cách đó để dạy chồng. Bạn, tôi không biết là vô tình hay hữu ý, người ta nói gái bình định dùng roi dạy chồng. Không nên như vậy. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, người nữ dại dùng tay mình hủy phá. Bạn nhớ, người chồng là đầu của vợ, nhưng vợ là thân thể của chồng, ít nhất bạn là cái cổ. Mà cổ mà nó bị trúng gió rồi đó, bạn đã lần nào bị cứng cổ chưa? Đi dọc đường người ta chào, chào mục sư. Cái gì? Thế mục sư khỏe không? Cái gì? Cổ cứng, đầu không quay được. Bởi vì trên bạn có cách để mà góp ý cho chồng thật khôn ngoan. Mọi người hiểu không? Hãy khôn ngoan. Vì Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành mà xa vào tội lỗi. Rất nhiều những con người họ sử dụng đoạn kinh thánh này để đàn áp và buộc tội người nữ trong hội thánh. Tôi đã từng tiếp tay cho nhiều người câu kinh thánh này. Tôi được sinh ra, được tái sinh trong hội thánh truyền thống tại Ukraine. Ở đó người nữ bị hạ thấp, ở đó người nữ không được quyền làm gì trong hội thánh. Thế nên tôi hiểu được câu kinh thánh này nó hạn chế hội thánh phát triển như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem, người ta hãy tận dụng hai câu. Một, vì Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi, mà là Eva. Cho nên họ đổ tội cho người nữ hai điều này và tìm cách hạn chế họ. Người nam được dựng nên trước không phải là giá trị cao hơn, tôi đã giải thích phía trên rồi, mà Chúa nói với chúng ta về một trật tự. Người chồng là đầu của vợ, người vợ là thân thể của chồng. Nếu anh chị em hình như đó, các bà mẹ hình như là đẻ con đầu ra trước đúng không? Hay là chân nó thò ra trước? Chân mà thò ra trước nó làm sao nó ra được? Nó thò chân ra trước á, tay nó xoãi ra như vậy làm sao kéo ra được nữa? Thành ra bao giờ đầu, đầu cái gì? Đầu qua đuôi lọt à? Đầu xuôi đuôi lọt. Đầu ở trong bào thai được hình thành trước, đầu ra trước. Bạn ơi, Chúa đang nói chúng ta biết rằng Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva, bởi vì Ngài nói về trật tự chứ không phải đầu nó quan trọng hơn thân thể. Amen. Amen. Anh chị em nhìn thấy Trần Mạnh Hùng đang đứng ở đây mà bỗng nhiên tôi nói rằng, buổi sáng tỉnh dậy ngày Chủ nhật tôi nói rằng đầu quan trọng, thế ra thân thể mày ở nhà, đầu đi giảng. Và bỗng nhiên Chủ nhật anh chị em thấy mỗi cái đầu của Trần Mạnh Hùng bay lơ lửng cứ thế giảng lời Chúa, còn thân thể ở nhà. Xin lỗi, không có thân thể cái đầu này không có tác dụng gì hết. Amen. Có người nói rằng đàn ông là đầu, còn người vợ đó là trái tim. Đàn ông là đầu, người vợ là trái tim. Thật ra người vợ họ hay cảm nhận được mà không ý thức được cụ thể nó là cái gì. Đàn ông thì hay
cụ thể hóa được, nhưng mà lại không có tình cảm ấy. Quyết định là thế này, thế này, thế này, thế này, mà nó không suy trước tính sau. Còn đàn bà linh cảm, ôi ông ơi ông, tôi thấy cái người đó nó gian gian thế nào đấy. Ông Vượng hỏi, thế bà nói cái gì mà gian gian? Tôi không biết tại sao mà thấy gian gian đấy. Họ cảm nhận được mà không hiểu được vì sao. Mọi người hiểu không? Nhưng mà có nhiều khi cái linh cảm của chị em là đúng, nếu như nó tập hợp bởi cả cái đầu của đàn ông nữa, cả hai. Sao lại nhung cười tươi thế? Thấy đúng đúng quá đúng không? Cả hai bù trừ lẫn cho nhau, cái đầu và trái tim, cái đầu và trái tim, cái đầu và trái tim. Amen. Cái đầu này làm được cái nhà to, nhưng trái tim này làm cho cái nhà được ấm và đẹp. Cái đầu này mua được cái xe ô tô đẹp, nhưng cái trái tim này làm cho xe ô tô nó thật ấm cúng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần cả hai. Amen. Cần cả hai. Amen. Thiếu cái này là người chết. Có nhiều khi thiếu cái này vẫn sống được bình thường. Nó hơi lặng lặng chút nhưng mà nó vẫn đi vẫn đọc. Hay quay sang người lên cần nói rằng cả hai đều rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên câu số 13, lời Chúa nói rằng một trật tự Chúa hoạch định. Người chồng là đầu của gia đình và trách nhiệm người chồng đó phải gánh. Mọi sự xảy ra trong gia đình phải gánh. Câu 6, lại không phải Adam bị rõ ràng mà sa vào tội lỗi, không phải đổ tội cho Eva đâu. Có một số người đọc câu này nói rằng bọn đàn bà nhá dễ bị lừa lắm, đàn ông mình còn tỉnh táo chứ đàn bà dễ bị lừa. Anh chị em ơi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy hơn 70% chị em trong hội thánh đứng dậy đúng không? Có nghĩa là 70% chị em trong hội thánh này tin Chúa Giêsu đúng không? Có nghĩa là 70% chị em trong hội thánh này không bị ma quỷ lừa đúng không? Họ tỉnh táo, họ được Chúa khai sáng, họ tin Chúa sớm hơn. Còn bao nhiêu nam giới ngoài kia vẫn đang bị ma quỷ lừa mà chưa đến với Chúa Giêsu được. Amen. Ông Cương cười tươi lắm. Vợ tin Chúa trước. Có nhiều người vợ tin Chúa trước chồng và sau đó đưa chồng tới với hội thánh. Không phải câu này để nói rằng Eva bị lừa dễ đâu, mà bởi vì Chúa nói cái trật tự gia đình đầu tiên của Adam Eva đã bị lộn xộn, cho nên ma quỷ đã cho chân được vào gia đình đó. Một gia đình mà Adam yêu vợ hơn cả vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa nói với Adam rằng ngươi được tự do ăn mọi trái cây trong vườn này, nhưng có một trái cây ở trong đó là trái cấm, chớ ăn, ăn vào chắc chắn sẽ chết. Ông biết điều đó. Thế mà yêu vợ quá, vợ thường xuyên ra ngắm trái đó. Đầu tiên thì lẩm bẩm, chỉ xem, chỉ ngửi chứ bà không ăn. Sau một thời gian sau, Eva hái xuống, ông đứng bên cạnh, lời Chúa nói đó. Adam đứng bên cạnh, vợ hái xuống rồi, không hề nói câu nào, không hề dạy vợ, không hề hướng dẫn. Đây là một mẫu của gia đình, gọi là mẫu hệ, vợ làm đâu. Bà cắn ăn, sau đó đưa cho chồng. Thì thánh chép rằng là Eva ăn xong đưa cho chồng và Adam ăn. Không hỏi, không chỉnh, không hướng dẫn. Bảo em ơi, đây là thuốc độc em ạ, đây là nguy hiểm em ạ. Thế mà sợ vợ, lắng nghe, hỡi những ông chồng, chiều vợ với sợ vợ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Kẻ sợ vợ sẽ chiều vợ, nhưng chiều vợ chưa chắc đã phải là sợ vợ. Amen. Bạn hướng gia đình đi theo sự kêu gọi của Chúa, bạn không hề sợ vợ. Khi vợ bạn làm sai, bạn vẫn có thể hướng vợ đi theo cái hướng đó. Adam đã không làm được việc đó. Ma quỷ đã thò chân được vào điểm yếu đó. Nó đã biết được Adam sợ vợ. Nó biết được rằng Adam không quản trị được gia đình, cho nên nó mới tấn công bà vợ trước. Và khi Eva sa ngã, ông chồng cũng sa ngã theo. Bởi vì cả khu vườn này còn ai đẹp như em đâu. Nếu mà không có em, anh ở với khỉ ạ. Và cuối cùng đã ăn cái trái cấm đó. Bởi vậy cho nên hãy hiểu rõ câu kinh thánh này, hỡi những người đàn ông trong hội thánh và hỡi những con người nghe bài giảng ngày hôm nay và lời Chúa ngày hôm nay, hiểu rõ câu kinh thánh. Chúa không hề hạ thấp người nữ và Ngài không hề đổ tội cho người nữ dễ bị cám dỗ. Lời Chúa nói vì gia đình này lúc ban đầu đã sai trật tự, cho nên ma quỷ đã có cơ hội nhảy vào gia đình này. Cho nên hỡi anh chị em, nếu một gia đình mà đúng trật tự của nó, người chồng là đầu của người vợ, thì ma quỷ sẽ không bao giờ cám dỗ được bất kỳ một ai trong gia đình người đó. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời.
Hallelujah. Người nữ thật là quan trọng. Sách Công vụ đoạn 2 câu 16-17. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai, con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Để ý chưa? Nếu câu quy thánh trước lời Chúa nói cấm dạy dỗ, tại sao ở đây Chúa lại nói rằng con gái sẽ nói tiên tri? Tại sao ở đây lời Chúa nói rằng con gái sẽ nói tiên tri? Rồi tiếp theo câu 18, xin lỗi, phía dưới còn câu nữa: Phải trong ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và đầy tớ gái, chúng nó đều nói lời tiên tri. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chúng nó. Chúng nó đây là ai? Chúng nó đây là toàn nam à? Chúng nó ở đây là tớ trai và tớ gái đó anh chị em. Thế nên lời Chúa không hề cấm người nữ phải im lặng trong hội thánh. Lời Chúa chỉ nói rằng người nữ đừng quăng quác cái miệng, đừng có chửi chồng, đừng có dạy dỗ cầm quyền trên chồng của mình thôi. Chứ nếu như bạn dạy dỗ những điều đúng đắn thì hãy nói như lời Chúa nói. Nếu Chúa ban cho bạn lời, hãy nói ra miệng của bạn, hãy nói tiên tri. Amen. Amen anh chị em. Câu kinh thánh cuối cùng trước khi chúng ta cầu nguyện, sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 14 câu 26. Hỡi anh em, lên nói thế nào khi anh em nhóm nhau lại với nhau? Trong này có cả chị em nhá. Trong anh em có ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ ra sự kín nhiệm, hay nói hay hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hay làm hết thầy cho được gây dựng? Hãy nói lại, hết thầy cho được gây dựng. Đoạn kinh thánh này cho chúng ta nhìn thấy ngày xưa hội thánh đầu tiên họ hay nhóm tại tư gia, và trong tư gia đó có bữa ăn chung với nhau cách vui vẻ thật thà và rất lộn xộn. Cho nên ông Phaolô ông mới lập ra cái trật tự là cần có trật tự, nói lần lượt từng người một, không ăn nói lung tung. Anh chị em đã lần nào ra ngoài chợ chưa? Ở Việt Nam chợ Tết ấy, hàng tôm hàng tép bán táo, wow, người ta nói rằng hai người đàn bà với một con vịt trở thành một cái chợ. Lời Chúa nói khi nhóm nhau lại, Ngài không cấm những người nữ nói nha. Ngài chỉ cấm những người nữ làm lộn xộn hội thánh, và cũng chẳng phải chỉ cấm những người nữ làm lộn xộn, mà ngay cả đàn ông mà làm lộn xộn cũng bị cấm. Trẻ em làm lộn xộn hội thánh cũng bị cấm, chứ không phải chỉ người nữ. Và lời Chúa nói rằng trong anh chị em nhóm nhau lại, trong anh chị em có người nữ nào, có người nam nào có bài ca, hoặc có người nam nào, có người nữ nào có sự giảng dạy, lời tỏ ra kín nhiệm, hãy đăng ký, hãy nói chuyện với người hướng dẫn, hãy nói chuyện với người đặc trách buổi nhóm ngày hôm đó. Để làm sao? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng mọi người ngồi phía dưới. Chứ không phải ngày cấm người nữ giảng dạy trong hội thánh. Amen. Amen. Hỡi như làm chồng, bạn có cấm vợ bạn dạy con bạn không? Ông Trung, ông có hai thằng con trai, ông cấm này, lời Chúa dạy, dạy nữ nhá, không được dạy dỗ. Thầy ra nhà này có ba đàn ông, bà không được dạy đàn ông nào hết. Xin lỗi, chúng ta cần phải hiểu cái trật tự. Amen. Amen anh chị em. Amen những người nữ. Xin Chúa ban phước cho những người nữ hãy phát triển hết tiềm năng của mình ở bên trong, để cho hội thánh được gây dựng. Chúng tôi được phước khi chị em vui. Ông Vương nói đúng đấy. Khi mà chị em hạnh phúc, chúng tôi cũng được hạnh phúc. Khi mà chị em mà mắm tôm thì chúng tôi làm sao mà tươi được? Sao Thịnh cười tươi thế? Đúng không? Đúng. Ok, mời mọi người đứng dậy nào. Xin mời ban tôn vinh lên phía trên này. Hallelujah. Lại một người nam giới khóc bởi vì một người nữ đã đi phục vụ, mẹ nó bỏ lên đây hầu việc, thành ra nó la hét ở phía dưới.
Ok nào, chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện nào. Hallelujah. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hãy đến với Chúa cầu nguyện, đặc biệt những người nữ tại đây. Ngay từ đầu buổi, khi bước vào căn phòng này trong sự ngợi khen, tôn vinh Chúa, trong lòng của tôi thực sự có những gánh nặng. Và gánh nặng đó, nó được giải quyết thời gian cuối của buổi nhóm này. Gánh nặng đó là gánh nặng của chị em nào đó tại đây mà Đức Thánh Linh đang muốn giải thoát. Hãy giơ cao tay của mình lên, đặc biệt những người chị em. Chúa yêu các chị em lắm. Có những gánh nặng mà nam giới cũng phải chịu, nhưng có những gánh nặng chị em phải chịu. Nhưng dường như nam giới chúng tôi gánh những cái đáng phải gánh, còn chị em đã phải gánh thêm cả những cái gánh nặng mà không đáng phải gánh. Người ta làm con số thống kê tại Âu Châu này, cũng bằng cấp đó, cũng thời gian làm việc đó, cũng nghề nghiệp như vậy, nhưng lương của đàn ông lại được trả cao hơn. Cũng công việc đó, bằng cấp và năng lực như vậy, người nữ được ít hơn. Người ta làm con số thống kê, người đàn ông cảm thấy mặc cảm khi vợ mình lương cao hơn. Chúng tôi đàn ông quan niệm đàn ông phải là người đi săn mồi, vác trên vai con thú mang về cho vợ và con, chứ không phải là đàn bà. Nhưng thế kỷ 20-21 này đã thay đổi, phụ nữ và đàn ông đều đi làm như nhau. Nhưng mà ý thức hệ của đàn ông chúng tôi chưa thay đổi kịp. Có những người phụ nữ họ cũng bị ảnh hưởng, khi lương cao hơn họ cảm tưởng như họ là cái người mà phản bội chồng vậy. Còn có một số người khác vì bị đàn áp nhiều, khi lương cao hơn chồng quay sang coi khinh chồng. Và đặc biệt sang Âu Châu này thì lương hay là thu nhập của người nữ hàng tháng là nhiều hơn đàn ông. Bởi vì phụ nữ họ sẵn sàng làm 3-4 việc nhỏ nhỏ khác nhau, lau chùi, quét dọn, ngôn ngữ của họ nhanh hơn, cho nên họ làm tiền dễ hơn. Và gia đình bắt đầu bị lộn xộn nếu chúng ta không hiểu rõ trật tự mà lời Chúa dạy. Ngày hôm nay tôi muốn trước khi kết thúc buổi nhóm cầu nguyện đặc biệt cho những người nữ tại đây. Nếu thực sự bạn trong lòng bị thương tổn, bạn có những gánh nặng bên trong mà gánh nặng đó đang giày vò bạn, thì trong khi ban tôn vinh hát bài hát, mời bạn lên phía trên này để hội thánh cầu nguyện đặc biệt cho bạn sự cởi bỏ. Chúa Giêsu nói: thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo, sai ta để dịt lại vết thương của những kẻ vỡ lòng. Kể cả những người nữ thiếu niên thanh niên, có thể bạn bị cha mẹ ruồng bỏ, bạn sợ hãi về tương lai của bạn, vết thương của sự cô đơn đã làm cho bạn đau đớn. Dấu hiệu có nhiều khi bạn giống như mất trí vậy, bạn ngồi nói chuyện với ai đó nhưng tâm trí của bạn bị dẫn đi một nơi nào khác, mất đến 2-3 phút bạn mới nhận ra rằng mình không hề nghe được người kia nói chuyện. Bạn đang bị trầm cảm mức độ nhẹ. Ngày hôm nay bạn cần phải giao thác nó cho Đức Chúa Trời. Đừng để cho căn bệnh trầm trọng hơn nữa. Có thể bạn dường như cảm thấy cuộc sống của bạn cứ thành đạt rồi lại mất, thành công rồi lại thất bại, cứ lên rồi xuống liên tục như vậy mà bạn không hiểu vì đâu. Trước khi tin Chúa, bạn đổi cho số phận của bạn. Nhưng ngày hôm nay câu trả lời và vết thương lòng của bạn về sự không tha thứ đã đánh mất ơn phước của bạn về sức khỏe và công việc của bạn. Bài giảng ngày hôm nay thật là ngắn, nhưng cầu nguyện cho bạn là điều quan trọng. Bạn cần được chút bỏ những cái cũ khỏi bình để có một bình mới được sạch sẽ và rượu mới của Chúa đổ vào trên bạn. Hỡi những người nữ, hãy giơ cao cánh tay của mình nào. Chúa đang ở đây, Ngài đến Chúa Trời vô giới hạn. Nếu bạn thấy trong cuộc sống của bạn có những giới hạn nào, hãy nắm vào sự sức giàu của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Sau khi bạn đã được cầu nguyện, hãy công bố cuộc sống của bạn sẽ làm được những việc mà trước đây bạn không làm được.
hay ra khỏi sự giới hạn của văn hóa, của tôn giáo, của những lời rủa xả. Số phận tự bị bói toán không còn ảnh hưởng trên những con người này nữa. Ta công bố bởi thập tự giá của Chúa Giêsu đã hủy phá ngươi và xé toàn bộ những tờ khế ước tự vi bói toán. Ngươi không có quyền trên những con người này nữa. Sự tự do ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cầu xin Đức Thánh Linh đấng sức dầu trên những người nữ tiên tri, những người nữ hầu việc Chúa ngày hôm nay tại đây. Sự sức dầu chữa lành trên những người khác. Quyền năng của Ngài chảy qua họ trên những người mà họ đụng vào, trên gia đình của họ, trên chồng, trên con, trên tài chính, công ăn việc làm. Bất kỳ công việc nào tay họ đụng vào đều được phước. Bước chân của họ đi ra đi vào được phước. Niềm vui tràn đầy lòng của họ. Họ không bao giờ bị sự cô đơn tấn công vì có Ngài. Dầu đi trong chung bóng chết, họ không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng họ. Ngài là Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ họ. Họ không thiếu thốn gì. Khi họ cầu xin Ngài đấng đáp lời họ, đấng chiếu sáng sự sáng của Ngài trên mặt họ, đấng phù hộ họ, đấng giúp đỡ họ. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa giúp đỡ mỗi chúng con, những người nam trong hội thánh biết tôn trọng. Nguyện ơn lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông Đức Thánh Linh hằng ở với những người nữ, những người nam và gia đình chúng con cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.